Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang khám phá về một chủ đề: chính tác dụng của tinh dầu khuynh diệp và cách sử dụng an toàn hiệu quả. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho các bạn hiểu hơn về tinh dầu khuynh diệp các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Chủ đề đầu tiên, những hoạt chất và vitamin có trong cây khuynh diệp. Thì cũng có rất nhiều bạn thắc mắc là không biết trong cây khuynh diệp thì nó có chứa những cái hoạt chất và vitamin như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ điểm danh sơ lược cùng với Trang. Thì sau đây là danh sách các hoạt chất và vitamin thường có trong cây khuynh diệp eucalyptus. Thì những cái hoạt chất nó bao gồm như là eucalypton hay còn gọi là 18-cineol, alpha-pinene, beta-pinene, limonene, alpha-tetraneol, beta-caryophyllene, camphor. Các vitamin thì nó không có chứa những cái vitamin đáng kể, thì đó là những cái thành phần hoặc chất chính có trong cây khuynh diệp. Như vậy là Trang đã giúp cho bạn hiểu được trong cây khuynh diệp thì có những cái hoạt chất như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ hai: tính ứng dụng chăm sóc sức khỏe của tinh dầu khuynh diệp. Thì tinh dầu khuynh diệp mang đến rất nhiều những cái tính ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Bây giờ chúng ta điểm danh cùng với Trang. Đầu tiên là giảm nghẹt mũi. Thì các tình trạng về hô hấp như là nghẹt mũi hoặc là viêm son có thể được giảm nhẹ bằng cách là bạn xông hơi và thêm một vài giọt tinh dầu khuynh diệp vào chậu nước nóng. Thì đây là một trong những cái tác dụng nổi trội mà tinh dầu khuynh diệp mang đến. Thì dầu nó sẽ phản ứng với màng nhầy. Do cái biện pháp này không những là nó làm giảm chất nhầy ở khoang mũi mà nó còn giúp cho cơ thể của bạn dễ dàng đào thải chúng ra bên ngoài hơn. Cho nên là nó sẽ giảm đi cái tình trạng nghẹt mũi. Thứ hai, tinh dầu khuynh diệp trị đau đầu. Thì dầu khuynh diệp là một trong những cái loại tinh dầu tốt để giảm đi những cái cơn đau đầu, vì nó có thể làm giảm áp lực lên vùng son, nguyên nhân khiến bạn bị khó chịu. Tinh dầu nó có những cái đặc tính là tăng cường sức khỏe về tinh thần và thúc đẩy thư giãn các cơ mặt đang bị căng thẳng, thì nó sẽ giúp cho bạn giảm đau. Thứ ba, giảm đau cơ và vết bầm. Thì bên cạnh làm giảm đau đầu thì tinh dầu khuynh diệp các bạn ha, nó cũng mang đến những cái tác dụng tương tự đối với tình trạng trên cơ bắp hoặc là vết bầm tím. Biện pháp xoa bóp đều đặn bằng tinh dầu khuynh diệp sẽ giúp bạn lưu thông máu đến các khu vực trong cơ thể và nó hạn chế sự ảnh hưởng tích tụ lại những cái máu bầm và gây nên bầm tím, và nó mang đến cảm giác là dễ chịu và giảm đau. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho bạn trị ho. Từ lâu tinh dầu khuynh diệp được dùng để giảm đi những cái tình trạng ho tạm thời hoặc là ho mãn tính. Có nghĩa là nó chỉ giảm tạm thời thôi các bạn ha. Bởi vì ngày nay trên thị trường có rất nhiều những cái loại thuốc ho có chiết xuất từ khuynh diệp nhằm mang đến cái cảm giác là bạn thoải mái hơn về cái đường hô hấp. Thì một cách sử dụng khá phổ biến là xoa nhẹ dầu lên khu vực vùng ngực, vùng cổ họng nè, để làm giảm đi những cái triệu chứng ho do cảm lạnh hoặc là cảm cúm thông thường. Tiếp đến là làm ấm vùng ngực và lông đờm. Bạn muốn ho nhưng dường như không thể ho ra được và bạn cảm thấy rất là khó chịu,
thì tinh dầu chiết xuất từ lá quân diệp không chỉ có khả năng làm dịu cái cảm giác ho mà nó còn mang đến cái tác dụng lông đờm. Khi bạn ngửi trực tiếp tinh dầu từ lọ hoặc là bạn khuếch hương từ những cái máy khuếch tán tinh dầu thì cái khu vực ở cổ họng đó nó sẽ được giãn ra, nó khóa đờm lỏng ra nhằm giúp cho bạn đào thải cái chất nhầy ra một cách dễ dàng hơn. Tiếp đến là làm sạch khoang miệng, giúp hơi thở thơm tho. Thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhận thấy những cái công dụng bất ngờ từ tinh dầu khuynh diệp. Thì tính kháng khuẩn của tinh dầu khuynh diệp sẽ giúp bạn diệt trừ những cái vi khuẩn gây sâu răng, làm sạch cái mảng bám, chống viêm núi tốt. Vì thế bạn có thể tận dụng là nhỏ một vài giọt tinh dầu vào trong nước nè và dùng như là nước súc miệng. Thì không chỉ hỗ trợ các vấn đề về viêm nha mà nó còn giữ cho hơi thở của các bạn thơm mát hơn. Tiếp đến, tinh dầu khuynh diệp thì nó sẽ kích thích mọc tóc và trị gào. Đó là chúng ta nghe đến tinh dầu bưởi để kích thích mọc tóc thôi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay bạn lại có thêm một cái kiến thức nữa cho mình. Thì ngoài tính kháng khuẩn thì nó còn có tác dụng trị nấm hiệu quả. Chính vì vậy mà những cái sản phẩm trị gào, giảm viêm nấm ở da đầu thì người ta có cho thêm tinh dầu khuynh diệp. Đồng thời nó sẽ giúp cho bạn kích thích mọc tóc nè, giúp cho đàn tóc khỏe hơn, phát triển và giúp cho tóc bạn nhanh ra hơn. Không chỉ sạch gào mà tóc của bạn cũng được khỏe mạnh. Tinh dầu khuynh diệp bổ sung collagen, chống oxy hóa cho da. Thì tất cả các loại mụn đều gây ra những cái tổn thương trên da, đặc biệt là đối với những cái nốt mụn sưng viêm, nó sẽ để lại thâm và vùng da đó sẽ bị nhiễm trùng và nó sẽ có những người sẽ bị sẹo, các bạn nghe sẹo rỗ đó. Thì khi bạn sử dụng tinh dầu khuynh diệp, nó sẽ diễn ra tốc độ oxy hóa da mạnh mẽ hơn và nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là giảm đi những cái nốt mụn sưng viêm, giảm đi những cái tình trạng hư tổn trên da nặng nề. Thì chuỗi collagen dưới da đó khi bị đứt gãy hoặc là bị ức chế cái quá trình sản sinh, nó sẽ làm cho cái lỗ đó nó bị khuyết, cho nên gây nên sẹo rỗ. Thì khi bạn sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa tinh dầu khuynh diệp thì cái da của bạn nó sẽ trở nên là được chăm sóc tốt hơn, nó trở nên đàn hồi hơn, bởi vì những thành phần có trong tinh dầu khuynh diệp có tác dụng rất tốt trong việc kích thích quá trình sản xuất collagen dưới da, từ đó ngăn chặn tình trạng oxy hóa, lão hóa cho da. Da bạn sẽ được căng mịn, những cái vết thâm, vết sẹo do mụn để lại nó cũng sẽ nhanh chóng mờ dần và biến mất. Và nhớ đây không phải là sử dụng tinh dầu, không phải là sử dụng cái dầu khuynh diệp để chúng ta bôi lên trị mụn hay là làm cho da đẹp hơn các bạn ha, mà là tinh dầu khuynh diệp chống viêm, giảm sưng tấy ở những cái vùng da bị kích ứng, mụn viêm đối với những tình trạng da đỏ nè, mụn trứng cá dày đặc, da bị kích ứng nặng đến bưng mủ, sưng tấy, mụn bọc vân vân. Thì tinh dầu khuynh diệp là một trong những cái chất kháng viêm, khử khuẩn, làm dịu những cái vết thương nhanh chóng. Thì việc mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm làm đẹp mà có chứa tinh dầu khuynh diệp đó, nó sẽ mang đến những cái lợi ích kháng khuẩn, chống viêm và khử trùng rất tốt. Từ đó làn da của bạn sẽ được khỏe hơn, được bảo vệ tốt hơn, được kích thích phát triển những cái tế bào da mới. Cho nên nó sẽ mang đến cái hiệu quả rất tốt trong việc là chăm sóc làn da hay là kích thích collagen nội sinh để giúp cho da dẻ của chúng ta trở nên tốt hơn. Và tất nhiên để chăm da tốt nhất thì đòi hỏi các bạn phải có rất nhiều khâu chuẩn bị, từ việc làm sạch da, chăm da cùng với những cái sản phẩm, từ việc là bôi kem dưỡng bên ngoài và sử dụng collagen bên trong thì nó sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Ở đây chúng ta đang nói về tinh dầu khuynh diệp chứ không phải là nói chai dầu khuynh diệp mà các bạn hay mua về sức cho em bé các bạn ha. Cho nên là chúng ta cần nhận định rõ trước khi chúng ta sử dụng để tránh những cái tổn hại trên làn da hay đối với sức khỏe của các bạn. Tiếp đến là khử trùng vết thương. Thì những hộ dân người dân Úc của các bạn ha đã sử dụng lá khuynh diệp để trị những cái vết thương cũng như là ngăn ngừa cái khả năng nhiễm trùng.
Ngày nay, nhiều người dùng tinh dầu chiết xuất từ lá khuynh diệp pha loãng để bôi lên da nhằm chống viêm da và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Thì đó là những cái tác dụng điển hình và nổi trội mà tinh dầu khuynh diệp mang đến cho tất cả mọi người chúng ta. Và thông thường thì mọi người trong gia đình thì thấy rằng sử dụng dầu khuynh diệp là dùng cho trẻ em, nhưng mà khi chúng ta sử dụng tinh dầu khuynh diệp thì nó sẽ mang đến những cái giá trị mà Trang vừa nêu. Chủ đề thứ ba, cách sử dụng tinh dầu khuynh diệp tốt nhất cho sức khỏe. Thì có rất nhiều cách để sử dụng các bạn ha, có để điểm danh sơ lược cùng với Trang. Đầu tiên, giảm ho. Thì bạn trộn tinh dầu bạc hà và tinh dầu khuynh diệp theo tỷ lệ bằng nhau. Có nghĩa là nếu bạn dùng 3 giọt tinh dầu bạc hà thì bạn cho 3 giọt tinh dầu khuynh diệp. Sau đó bạn bôi lên vùng ngực và cái vùng phía cổ. Có nghĩa là chúng ta so ở vùng ngực nè, ở phía cổ để chữa ho. Còn chữa nghẹt mũi thì bạn chuẩn bị một bát nước sôi, cho thêm vài giọt tinh dầu khuynh diệp. Sau đó bạn dùng một cái khăn bông lớn để trùm đầu và xong. Thì khi xong bạn nên hít thở thật sâu trong vòng 5 đến 10 phút, hoặc là chúng ta dùng cái thau nước các bạn cũng được nha. Làm dịu tình trạng đau họng. Hai giọt tinh dầu khuynh diệp thoa lên vùng ngực và cổ. Hoặc là bạn cho tinh dầu vào trong cái máy khuếch tinh dầu đó để chúng ta xông phòng cũng được. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Hãy kết hợp tinh dầu khuynh diệp cùng với đinh hương, chanh, tinh dầu quế, hương thảo. Bạn cho vào máy khuếch tán khuynh dầu, tinh dầu đó các bạn ha. Mỗi thứ 5 giọt, rồi chúng ta sẽ xông để cho nó lọc không khí nè. Và nó mang đến lợi ích cho bạn. Giảm kích ứng da. Thì sử dụng tinh dầu khuynh diệp, bạn cho vào một miếng bông sạch hoặc miếng gạt cũng được. Bạn đắp lên cái vùng da bị kích ứng nè, thì nó sẽ giải quyết được cái tình trạng này. Làm dịu vết côn trùng cắn. Thoa 2 giọt tinh dầu khuynh diệp vào một miếng bông sạch. Các bạn ha, và bôi lên da vùng vết thương mà bị côn trùng cắn đó 3 lần mỗi ngày đến lúc khi nó hết sưng và nó dịu hoàn toàn. Chữa hôi miệng. Thì bạn có thể tận dụng tinh dầu khuynh diệp như một loại nước súc miệng, mang đến hơi thở thơm mát hơn. Có nghĩa là chuẩn bị cho 1 đến 2 giọt tinh dầu khuynh diệp vào nước súc miệng, cái ly nước mà chúng ta lấy nước lọc để súc miệng đó các bạn ha. Bạn súc 2 lần mỗi ngày, sáng và tối, thì nó sẽ giúp cho bạn tiêu diệt những cái vi khuẩn gây hôi mùi, gây nên cái mùi hôi ở khoang miệng của mình. Chủ đề thứ tư, cần lưu ý khi sử dụng tinh dầu khuynh diệp. Thì khi sử dụng tinh dầu chiết xuất từ lá khuynh diệp thì các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Tinh dầu khuynh diệp không an toàn nếu bạn sử dụng bằng đường uống, cho nên chúng ta không sử dụng bằng đường uống, chỉ sử dụng bên ngoài. Do đó bạn nên sử dụng bên ngoài, bôi lên da thôi các bạn ha, hoặc là vùng ngực, vùng cổ, hoặc là xông hơi. Thì nếu như bạn sử dụng tinh dầu cho mục đích chăm sóc sức khỏe răng miệng thì chúng ta cố gắng là không nuốt vào. Cho nên trẻ em thì chúng ta hạn chế sử dụng cho trẻ súc miệng. Thì những người có làn da nhạy cảm nên pha loãng tinh dầu này cùng với một loại dầu nền khác như là dầu dừa, dầu thầu dầu hoặc là dầu jojoba trước khi bạn sử dụng lên da. Bạn cũng nên khoa loãng tinh dầu khuynh diệp trước khi bôi tại chỗ cho trẻ nhỏ để tránh sử dụng nó gây kích ứng khó chịu cho làn da. Đã có những cái trường hợp ngộ độc hoặc là kích ứng da do tinh dầu khuynh diệp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Do vậy các bạn cần hết sức lưu ý khi mà sử dụng cho trẻ. Thì chúng ta sử dụng bất kỳ các sản phẩm nào thì chúng ta cũng phải tìm hiểu thật kỹ, cũng như tìm những cái hướng dẫn cụ thể và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để cho các bạn sử dụng đúng, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Cái gì cũng vậy các bạn ha, mặc dù nó rất gần gũi, rất thân thuộc đối với chúng ta, nhưng nếu như chúng ta không biết cách sử dụng không hợp lý thì nó lại ảnh hưởng rất nhiều.
Cho nên khi mà Trang chia sẻ bất kỳ những cái kiến thức nào về việc chăm sóc sức khỏe thì Trang cũng chia sẻ rất kỹ, nói rất rõ mỗi phần. Có thể là bạn thấy rằng một cái video này nó rất dài, nhưng nó không dài nếu như chúng ta xem từng phần, và mỗi phần nó sẽ có một cái giải đáp riêng và cân nhắc cho các bạn khi sử dụng một cách tốt nhất. Và hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay của Trang về tinh dầu khuynh diệp đã giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và nếu như bạn thấy những kiến thức này thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.